Quý vị và các bạn thân mến, Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh là một trong những vị Đại lão Hòa thượng nổi tiếng, được rất nhiều người biết đến bởi kiến thức uyên thâm về Phật Pháp, những kiến thức về tâm linh và những vấn đề xã hội. Đại lão Hòa thượng thường chia sẻ các câu chuyện đời thường một cách gần gũi, mộc mạc, rất cuốn hút người nghe và bằng những ngôn từ dễ hiểu. Đại lão Hòa thượng đã giúp cho đông đảo đại chúng tiếp cận Phật Pháp một cách rất dễ dàng. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Phật giáo sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu đôi nét về tiểu sử bản thân, đạo nghiệp tu hành, những bài giảng pháp hay nhất của Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Đôi nét về tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh. Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh có thế danh là Nguyễn Văn Não. Hòa thượng sinh vào năm 1937 tại thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ngay từ khi còn nhỏ, Hòa thượng đã cho mọi người thấy rằng thầy đã có thiện căn sâu dày đối với Phật Pháp, có duyên với chốn cửa Phật. Vào năm 1950, lúc này Hòa thượng mới lên 13 tuổi, khi duyên lành đầy đủ, Hòa thượng đã may mắn được xuất gia tu học cùng với cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Bình ở chùa Thiên Phước, hiện tọa lạc tại khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay, Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh đang là Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo nước Việt Nam. Đồng thời, Đại lão Hòa thượng còn là giảng viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, làm Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, làm Trưởng Ban Hoằng Pháp Tỉnh hội Phật giáo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh đó, Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh còn là viện chủ của một số ngôi tự viện nổi tiếng như Chùa Hội Phước, tọa lạc tại số 381, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa Phước Lâm, tọa lạc tại số 65, đường Nguyễn Bảo, phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa Phước Duyên, tọa lạc tại khu phố Xóm Dẫy, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa Tân Phước, tọa lạc tại xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tại sao Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh lại luôn được mọi người yêu mến? Hiện nay, mặc dù Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh đã ngoài 80 tuổi, tính đến năm 2023 này, Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh đã được 86 năm tuổi đời và 73 năm tuổi đạo. Cả tuổi đời, tuổi đạo của Đại lão Hòa thượng đều đã ở thế xưa nay hiếm. Thế nhưng Đại lão Hòa thượng vẫn còn rất minh mẫn, sáng suốt ở cả trí tuệ và tinh thần. Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh đã từng đi đến rất nhiều nơi, tới thăm nhiều ngôi chùa khác nhau trên khắp đất nước. Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh sang cả nước ngoài và tích cực thuyết pháp, giảng giải cho chư vị tăng ni, Phật tử ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Với kho tàng kiến thức được tích lũy trong suốt cuộc đời tu hành của Đại lão Hòa thượng, cùng với những chiêm nghiệm, lắng nghe cuộc sống trong mỗi buổi thuyết giảng của Ngài, Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh đã đem đến cho người nghe vô cùng nhiều kiến thức liên quan đến Phật Pháp uyên thâm và cao siêu, bằng giọng đọc cực kỳ truyền cảm, gần gũi và dễ hiểu. Bên cạnh các bài giảng pháp về giáo lý nhà Phật, Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh còn rất nổi tiếng với những bài thuyết giảng về chủ đề tâm linh. Đó đều là những chủ đề rất dễ gây tò mò, khiến nhiều người quan tâm chú ý. Khi thuyết giảng về những chủ đề này, Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh đã khéo léo kể lại những câu chuyện tâm linh của chính bản thân thầy đã trải nghiệm. Đồng thời, Đại lão Hòa thượng dẫn dắt câu chuyện theo cách hiểu của nhà Phật. Chính vì lẽ đó mà người nghe được giảng giải một cách kỹ lưỡng, họ không cảm thấy quá khó hiểu, được giải đáp rất nhiều về những thắc mắc xoay quanh những hiện tượng tâm linh kỳ bí. Từ đó giúp họ có thể ngộ ra rất nhiều điều trong cuộc sống để bản thân cảm thấy thanh thản, bình yên hơn. Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh hiện đang làm trụ trì và cư ngụ ở chùa nào? Trong số các ngôi chùa mà Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh từng là viện chủ, trong đó, ngôi chùa Hội Phước hiện đang chính là nơi mà Đại lão Hòa thượng Thích Rác Hạnh đang cư ngụ và tu hành. Chùa Hội Phước là một trong những ngôi chùa rất nổi tiếng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa được tọa lạc tại số 381, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa Hội Phước lúc sơ khai có tên gọi là chùa Cây Dương, được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, năm 1896, do hai vợ chồng ông bà Hữu Đại là người gốc Hoa khởi dựng. Mục đích chính của ông bà Hữu Đại khi xây dựng ngôi chùa Cây Dương này là để làm nơi thờ cúng tổ tiên. Trước kia, ngôi chùa Hội Phước này được tọa lạc tại địa chỉ cũ là ấp Bầu Sen, xã Phước Lễ, huyện Bà Rịa, tỉnh Phước Tuy. Sau khi vợ chồng ông bà Hữu Đại qua đời,
thì ngôi chùa Hội Phước đã được dân chúng tại địa phương thay nhau trông coi. Năm 1926, có 3 vị hòa thượng về chùa Hội Phước tu học và hành đạo, đó là Hòa thượng Diệu Quang, Hòa thượng Phổ Điền và Hòa thượng Tâm Thiệu. Đến năm 1992, ngôi chùa Hội Phước đã được các vị hòa thượng bàn giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Cho đến năm 1999, chùa Hội Phước đã được trùng tu, xây dựng lại để có diện mạo mới mẻ và khang trang như hiện giờ. Hiện nay, ngôi chùa Hội Phước đang được Đại lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh tiếp quản trông coi và làm trụ trì. Đại lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh nhiều lần tu sửa lại các phần công trình đã bị xuống cấp, cũng như chỉnh trang lại khuôn viên để phục vụ cho hoạt động học tập của chư tăng ni, Phật tử gần xa trong nước tới tìm hiểu và học hỏi về kiến thức Phật pháp. Tổng quan chùa Hội Phước có hình thái kiến trúc rất uy nghiêm. Phía ngoài là cổng tam quan, trông rất đơn giản nhưng vẫn toát lên là một chốn thiền môn trang nghiêm, tĩnh mịch. Khu trung tâm là ngôi Đại Hùng Bảo Điện, với kiến trúc gồm có 2 tầng. Tầng 1 được bố trí làm giảng đường, còn toàn bộ tầng 2 là ngôi chánh điện. Tất cả các khu vực trong nội tự đều được trang trí những hoành phi câu đối, được điêu khắc những hoa văn họa tiết rất tinh xảo. Ngoài ra, trong khuôn viên chùa Hội Phước còn có nhiều khu nhà ở, phòng khách dành cho các chư tăng tại bổn tự và chư tăng ni, Phật tử về chùa tu học. Trong đó, có một khu nhà thờ hải cốt dành riêng cho các Phật tử đã quá vãng, muốn gửi linh cốt nương nhờ vào cửa Phật. Chùa Hội Phước còn là nơi tổ chức các lớp sơ cấp Phật học thuộc trường trung cấp Phật học Tòng Lâm. Ngoài ra, tại ngôi chùa Hội Phước thường tổ chức những khóa an cư kiết hạ, đại lễ Phật đàn, lễ cầu an ngày rằm tháng giêng, được tỉnh hội Phật giáo tổ chức định kỳ hàng năm. Chùa Hội Phước cũng là một địa điểm sinh hoạt Phật giáo vô cùng uy tín và đáng tin cậy. Đại lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh đã tổ chức rất nhiều khóa tu lớn nhỏ cho chư tăng ni và Phật tử trên khắp cả nước. Vậy nên, khi đã đủ duyên lành, quý vị đạo hữu Phật tử gần xa nhớ ghé tham quan chùa Hội Phước để được nghe Đại lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng Phật pháp, chúc phúc và cầu bình an cho tất cả mọi người. Những bài giảng pháp hay nhất của Đại lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh. Đại lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh được chư tăng ni, Phật tử ở trong nước và đông đảo Phật tử kiều bào ngoại quốc biết đến thông qua những bài thuyết giảng và hoằng pháp vô cùng nổi tiếng bởi sự sâu sắc và ý nghĩa trong bài giảng. Bên cạnh những bài giảng pháp trực tiếp được Đại lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh thực hiện tại chùa Hội Phước, hiện nay còn có rất nhiều các bài giảng khác của Đại lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh đã được thu âm thành đĩa CD, được phát qua nhiều phương tiện truyền thông như Facebook, YouTube để các Phật tử có thể được tiếp cận lắng nghe. Sau đây là một số bài giảng hay nhất của Đại lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh mà độc giả có thể tham khảo. Những kỳ tích có thật của Phật giáo. Ích lợi phương pháp sám hối. Sự mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật. Phước và tội. Những chuyện tâm linh và nhân quả. Thiên đường và địa ngục. 7 phương pháp bố thí. Chuyện âm phủ. Phật pháp phổ thông. Hành giả niệm Phật và chướng duyên. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Phật giáo đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.